Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh KBiz 24 giờ. Và hôm nay các sao Hàn có thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. YG Entertainment là một trong những công ty giải trí hàng đầu K-pop cùng SM và JYP, tạo nên thế kiềng ba chân Big Three thống trị làng giải trí xứ Hàn. Thế nhưng, công ty này bắt đầu lao đao và xuống dốc sau hàng loạt scandal của Seungri, thành viên Big Bang và Jang Hyun-suk. Kết quả là cựu chủ tịch Jang và em trai phải từ chức, cổ phiếu của YG liên tục sụt giảm. Cứ tưởng sóng gió sẽ làm YG ngã ngựa, tuy nhiên tín hiệu tích cực đã dần đến với công ty và họ hoàn toàn có cơ hội trở lại tháng ngày hoàng kim. Điều này là nhờ các nghệ sĩ tài năng và người lãnh đạo mới của YG, người có phong cách quản lý khác hẳn so với bố Jang. Vị trí CEO của YG vốn do Jang Min-suk, em trai cựu chủ tịch Jang đảm nhiệm. Sau khi ông từ chức, Hwang Bo-kyung đã thành CEO mới của công ty. Bà định hướng công ty tập trung vào nguồn gốc cốt lõi của mình là các nghệ sĩ. Nếu Jang Hyun-suk nổi tiếng vì liên tục trì hoãn comeback của cả nhà, cầm chân họ trong hòm châu báu, thì đến nay Hwang Bo-kyung lại có cách điều hành hoàn toàn khác biệt. CEO mới của YG chỉ đạo công ty hỗ trợ nghệ sĩ comeback và đưa âm nhạc của họ tới người hâm mộ. Tuy nhiên, phương pháp quản lý tốt không phải là yếu tố duy nhất làm nên sự thành công của một công ty, mà họ còn cần tới đội ngũ nghệ sĩ tài năng, và Blackpink được dự đoán sẽ giúp YG đạt lợi nhuận cao trong năm 2020 nhờ kế hoạch quảng bá của họ. Cách đây không lâu, YG thông báo Blackpink sẽ có 3 lần tái xuất trong năm nay. Cả nhóm sẽ comeback lần đầu qua single How You Like That vào ngày 26 tháng 6. Sau hơn một năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc, Blackpink vừa trở lại với MV How You Like That, được đầu tư lớn về cả âm thanh và hình ảnh. Nhờ ca khúc này, Blackpink chính thức thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên và duy nhất chạm nóc Melon trong năm 2020. Ngoài ra, với Kill It Love và How You Like That đạt top 1 trên bảng xếp hạng US iTunes, Blackpink cũng là nhóm nhạc nữ đầu tiên đạt top 1 trên bảng xếp hạng US iTunes trong 2 thập kỷ liên tiếp. Tại Nhật Bản, How You Like That ra mắt nhanh chóng ở hạng nhất lên bảng xếp hạng Line Music. Còn ở Trung Quốc, bài hát nhận được 2 chứng nhận bạch kim trên QQ Music và thành ca khúc Hàn Quốc nhanh nhất trong lịch sử đạt được chứng nhận trên từ trang nghe nhạc này. Hơn thế nữa, tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng How You Like That đứng đầu bảng xếp hạng iTunes của 64 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Bằng sản phẩm âm nhạc mới, Blackpink thể hiện sức ảnh hưởng mạnh mẽ khi chiếm lấy vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng âm nhạc phổ biến Hàn Quốc cũng như quốc tế. Độ phủ sóng của ca khúc lẫn Blackpink giúp YG nói riêng và K-pop nói chung mở rộng uy tín hơn nữa trên lãnh thổ toàn cầu. Sau ca khúc mở đường, các cô gái tung single tiếp theo trong tháng 7 hoặc tháng 8 và chính thức phát hành full album đầu tay vào tháng 9. Ngoài ra, kế hoạch solo của Rose sẽ diễn ra sau ngày album của nhóm ra lò. Năm 2019 được xem là một năm sóng gió lịch sử với các fan của YG. Những vụ bê bối liên tiếp xảy ra khiến hoạt động của YG có phần trì trệ thời gian sau đó. Tuy nhiên, với sự trở lại mạnh mẽ của Blackpink, YG cho thấy ông lớn này đang trong quá trình hồi sinh đầy hứa hẹn, mở ra tương lai huy hoàng cho các nghệ sĩ mình quản lý. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những thông tin nóng hổi của sao Hàn đến từ KBiz 24 giờ các bạn nhé.